Tại sao nhiều quan chức tham nhũng khi bị bắt tự nhiên lại bị tâm thần? Đã từ lâu dư luận xã hội Việt Nam đặt câu hỏi, vì sao có rất nhiều quan chức và doanh nhân khi bị khởi tố bắt giam trong các vụ án tham nhũng lớn, đang khỏe mạnh bỗng lăn đùng ra trở thành tâm thần? Đây là một vấn nạn đã xảy ra hàng chục năm nay. Tờ báo Tiền Phong vào ngày 28 tháng 6 đưa tin, Bộ trưởng Công an mở rộng điều tra vụ án tạo dựng kết quả giám định tâm thần. Bản tin cho biết vào ngày 28 tháng 6, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội C02. Theo đó, C02 được khen vì có thành tích đấu tranh triệt phá chuyên án, bắt giữ các đối tượng có hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ để tạo dựng hồ sơ bệnh án tâm thần, kết luận giám định tâm thần sai thực tế cho đối tượng phạm tội, bị kết án phạt tù nhằm đối phó với các cơ quan chức năng, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự. Qua tìm hiểu được biết, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa đã có một số vụ bê bối trong việc giám định và chứng nhận kết quả tâm thần cho một số cá nhân liên quan đến các vụ đại án để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Điển hình như vụ cựu giám đốc công ty đất vàng Hoàng gia Trần Thị Mỹ Hiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 816 tỷ đồng. Trong một vụ án, nhưng bất ngờ bà Hiền đã có giấy chứng nhận kết quả giám định tâm thần của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Kết luận cho rằng bà Hiền đã mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Sau đó, bà Hiền đã bỏ trốn và đang bị truy nã. Tương tự, tờ báo Tuổi Trẻ dẫn trường hợp của bà Tống Thị Bạch Lan vào năm 2020 đã bị Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Viện này chứng nhận cho bà Lan rằng tại thời điểm gây án, đương sự bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện nay, đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Nhờ đó, bà Lan được cho đi chữa trị bệnh bắt buộc và đã bỏ trốn. C02 cũng cho biết, tính đến chiều ngày Chủ nhật 16 tháng 6, đã có 13 người của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa bị bắt và triệu tập, bao gồm 11 viên chức và 2 cán bộ đã nghỉ hưu. Trong số những người thuộc viện này bị bắt giữ có ông Lê Văn Hùng, viện trưởng, bác sĩ Nguyễn Thành Công, phó viện trưởng, ông Bùi Thế Hùng, cựu viện trưởng, bác sĩ Nguyễn Văn Trọng, trưởng khoa điều trị bắt buộc, nhóm nghiện chất và nhiều bác sĩ điều dưỡng khác. Được biết, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa trực thuộc Bộ Y tế được thành lập vào năm 2015. Chức năng của viện là giám định pháp y tâm thần, quản lý điều trị người rối loạn tâm thần theo quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh của các cơ quan tố tụng. Đã từ lâu, dư luận đã có những thông tin về những nghi vấn liên quan đến một số người khỏe mạnh không mắc bệnh tâm thần, nhưng khi có liên quan đến các vụ án thì lại được viện này chứng nhận bị bệnh để tránh bị pháp luật xử lý hình sự. Lâu nay, sự cấu kết giữa các lãnh đạo trong ngành tư pháp với các lãnh đạo các bác sĩ, nhân viên y tế lợi dụng Điều 447 Bộ Luật Hình sự 2015 theo đó. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần, một bệnh khác là mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Theo giới quan sát, với những quy định như vậy, việc lách luật chạy án bằng giám định tâm thần để trốn tránh trách nhiệm hình sự diễn ra phổ biến trong thời gian qua tại Việt Nam. Vì thế, có những đối tượng phạm tội rất nặng lại lợi dụng những kẽ hở để thoát tội bằng việc bỏ tiền ra mua kết quả giám định tâm thần. Đồng thời, cũng có nhiều bác sĩ liên quan đến lĩnh vực này bị kết án về tội nhận hối lộ trong việc làm giả các kết luận bệnh tật tâm thần. Theo báo Tuổi Trẻ, vào năm 2016, cựu chánh án Tòa Hình sự Tòa án Nhân dân tối cao Đinh Văn Quế trong một hội nghị của ngành tòa án đã chất vấn rằng tại sao các quan chức, doanh nhân tham nhũng lại bị tâm thần nhiều đến thế. Công luận cho rằng cụm từ chạy bệnh nên bổ sung vào các cụm từ chạy chức, chạy quyền, chạy án, chạy luân chuyển. Trong đó chạy bệnh dễ hơn chạy các thứ khác, bởi lý do có ai kiểm tra được tính xác thực của bệnh án và bản giám định pháp y trong các hồ sơ điều trị bệnh tâm thần đâu. Cùng lắm cũng chỉ là yêu cầu giám định lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin tại sao các quan chức tham nhũng bị bắt tự nhiên bị tâm thần nhiều đến thế. Vì sao hệ thống quyền lực của Tổng Bí thư coi trọng bằng cấp giả? Trong thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt các thông tin và sự kiện được đánh giá là gây khủng hoảng truyền thông. Đài Tiếng nói Việt Nam VOV vào ngày 26 tháng 6 đưa tin với tiêu đề bồi dưỡng kiến thức về xây dựng đảng cho phóng viên, biên tập viên. Bản tin cho biết sáng ngày 26 tháng 6 tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông
tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức cho 1.720 lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của các báo đài với chuyên đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh bóc gỡ thông tin xấu độc trên không gian mạng. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông ông Nguyễn Thanh Lâm cho hay, kỷ nguyên hỗn loạn thông tin đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của công chúng. Theo đó, thông tin cho các nền tảng số hiện đại có thể tạo ra các hiện tượng mạng gây sốt, tạo bão trong dư luận xã hội. Giới quan sát đánh giá, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm có lẽ đang muốn ám chỉ đến những thông tin về sự kiện nổi bật gần đây như việc bộ hành của sư Thích Minh Tuệ hay việc sư Thích Chân Quang bị cấm phát ngôn đang gây ra khủng hoảng truyền thông, cũng như là mất trật tự xã hội ảnh hưởng đến an ninh chính trị của Đảng. Đáng chú ý, việc Hòa thượng Thích Chân Quang sở hữu một bằng tiến sĩ cấp tốc hoàn toàn trái với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gây bão mạng mạnh mẽ đến mức bộ này phải gửi một công văn hỏa tốc yêu cầu Trường Đại học Luật Hà Nội phải giải trình chi tiết. Giới thảo tin đặt nghi vấn tại sao vụ việc Hòa thượng Thích Chân Quang sở hữu một tấm tiến sĩ dởm nhiều khả năng được mua bằng tiền, chứ không phải là kết quả học tập và nghiên cứu thật sự, lại bùng lên vào lúc này, trong khi có đến 90% quan chức lãnh đạo của Việt Nam được cho rằng sở hữu đủ các loại bằng cấp học hàm, học vị hoành tráng, nhưng kiến thức thì trống rỗng. Liệu Chủ tịch Tô Lâm có quan tâm và tiến hành việc tổng rà soát các bằng cấp học hàm, học vị của giới lãnh đạo Việt Nam hay không? Đây là một trong những sản phẩm của cơ chế lấy quyền tiền dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong suốt hơn 13 năm vừa qua. Điều đó đã góp phần tàn phá đất nước, tạo nên một xã hội vô pháp, vô luân, kỷ cương phép nước không được coi trọng, tạo nên sự bất công, bất bình đẳng trong xã hội như chúng ta đang thấy ngày nay. Trong khi giới thạo tin có những ý kiến cho hay, việc Chủ tịch Tô Lâm và Bộ Công an đang tiến hành thanh tảo phe Nghệ Tĩnh là một bệ đỡ quan trọng nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, không ngoài mục đích đào tận gốc, chốc tận rễ, hệ thống quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng đã ăn sâu bám rễ trên diện rộng trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay. Đặc biệt, việc lộ bằng cấp của sư Thích Chân Quang xảy ra trong bối cảnh có những đồn đoán cho rằng hai nhân vật cộn cán của phe Nghệ Tĩnh là Phan Đình Trạc và Trần Cẩm Tú gần như chắc chắn sẽ ra đi. Và trước hội nghị Trung ương lần thứ 10, tức là tháng 10 năm 2024, sẽ có thêm hai ủy viên Bộ Chính trị tiếp tục bị bắn rụng. Đa số ý kiến cho rằng chiến dịch đốt lò của Nguyễn Phú Trọng đã thất bại. Ông Tô Lâm đã lạm dụng nó để đấu đá, tranh giành quyền lực, để phục vụ lợi ích cho cá nhân và phe cánh. Tuy nhiên, vẫn theo giới phân tích, mục đích của ông Tô Lâm và Bộ Công an khi loại bỏ hàng loạt ủy viên Bộ Chính trị như đã thấy, không chỉ để đưa người của mình vào thay thế, mà có thể còn nhắm vào những mục tiêu khác. Công luận cho rằng chống tham nhũng bằng biện pháp thiết lập kỷ cương phép nước và dùng luật pháp để điều hành là điều mà công chúng mong đợi. Cũng theo tiến sĩ Nguyễn Quang Hà, vấn đề quan trọng là cần phải bắn trúng căn bệnh gốc, chứ không phải bắt một hay 100 người bỏ tù một ủy viên Trung ương Đảng, 10 ông tướng quân đội hay 7-8 ông tướng công an xử lý hết ông nọ ông kia. Đó không phải là cách làm bài bản, không đánh vào nguyên nhân cốt lõi, mà cốt lõi là chính bản chất của hệ thống chính trị này. Ông Nguyễn Quang Hà khẳng định Việt Nam cần phải trở thành một nhà nước pháp quyền, điều hành nhà nước theo luật, chứ không theo chỉ đạo của ban nội chính, ban bí thư hay Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao hệ thống quyền lực của Tổng Trọng coi trọng bằng cấp giả đến như vậy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.